ngày 19 tháng 9, Thánh Zanurio. Thánh Zanurio sinh vào thế kỷ thứ tư tại nước Ý. Quê hương của ngài là Benevento, hoặc có thể là Napoli. Zanurio làm giám mục giáo phận Benevento khi xảy ra cuộc bắt hại của Diocleciano. Thánh Zanurio được dân chúng gọi là San Gennaro, nghĩa là Thánh Gennaro. Theo truyền thuyết, Thánh Gennaro biết được một số thầy phó tế bị giam tù vì đức tin. Đức giám mục là một người hiền lành và có lòng trắc ẩn. Ngài thực lòng phát tâm đến bộ đạo, và ngài đã đi tới nhà tù để thăm viếng họ. Người ca tù báo tin cho ông thống đốc, và ông này đã sai quân lính của mình tới tìm San Gennaro. Đức giám mục đã bị bắt cùng với một thầy phó tế và một diễn giả. Họ bị giam cùng với các tù nhân khác. Thế rồi San Gennaro và 6 người khác đã chịu tử đạo. Cái chết của họ xảy ra gần thành phố Napoli vào khoảng năm 305. Dân thành Napoli đã dành cho San Gennaro một lòng yêu mến và tôn kính đặc biệt. Thực ra, ngài được xem như thánh bổn mạng của họ. Dân thành Napoli còn tưởng nhớ San Gennaro vì một lý do đặc biệt khác. Máu tử đạo của thánh nhân đã được cất giữ hàng mấy thế kỷ trước trong một chiếc lọ nhỏ. Máu đã hóa nên sẫm và khô, nhưng tại một vài thời điểm nào đó trong năm, máu lại hóa lỏng. Nó trở nên đỏ, đôi lúc đỏ tươi. Thỉnh thoảng máu cũng sủi bọt. Hiện tượng đặc biệt chứa trong lọ máu được tôn kính cách công khai vào thứ Bảy đầu tháng 5, nhằm ngày 19 tháng 9, lễ kính Thánh San Gennaro, và kéo dài suốt 8 ngày, tính từ sau lễ kính thánh nhân. Đôi lúc cũng được kính vào ngày 16 tháng 12. Lọ máu hóa lỏng này được nhìn nhận và được tôn kính từ thế kỷ 13. Chúng ta hãy nài xin Thánh Zanurio ban cho chúng ta một trái tim biết yêu thương và biết rung cảm, để nhờ đó chúng ta có thể đem niềm vui và an ủi cho những người sống chung quanh chúng ta. Tin mừng Bét.